Phẫu thuật nội soi tuy không còn xa lạ trong nhiều cơ sở y tế, song đối với các bệnh lý về tim vốn có nhiều phức tạp, việc phẫu thuật nội soi hoàn toàn không hề đơn giản. Thành công mới của các bác sĩ bệnh viện E khi phẫu thuật nội soi toàn bộ trong tình trạng tim vẫn đập là một tin vui đối với nhiều bệnh nhân mắc tim bẩm sinh, đặc biệt là những bệnh nhân bị thông liên nhĩ, một bệnh tim bẩm sinh khá thường gặp. Đây là một trường hợp bệnh nhân nữ 61 tuổi được chẩn đoán là thông liên nhĩ, nhưng để lâu nên lỗ thông lớn đã gây hậu quả cho tim và phổi, hở van tim ba lá nhiều. Trước đây, trường hợp như của bệnh nhân này, các bác sĩ phải mở một đường cưa đôi xương ức với đường mổ dài từ 15 đến 20cm. Sau đó, bác sĩ cho tim ngừng đập nhờ máy tim phổi nhân tạo. Lúc này mới vá lỗ thông. Thì bây giờ, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật khi tim bệnh nhân vẫn đập liên tục. Thời gian dài khi mà chúng tôi mở đằng ngực ấy, và cũng thực hiện tim ngừng đập, chúng tôi tiến hành mổ nội soi hỗ trợ ở đường ngực với cái đường mổ khoảng 4 đến 6 phân và vá thông nhĩ khi tim đập, thì thấy là kết quả nó tốt hẳn rất nhiều so với tim ngừng đập. Và khi mà tim đang đập ấy, thì chúng tôi không phải dùng cái dung dịch liệt tim, như vậy là cơ tim sẽ tránh được cái tổn thương do bản thân cái liệt tim nó gây ra. Đấy là sau 3 tiếng ca mổ đã thành công. Hơn 40 ca thông liên nhĩ đã được điều trị thành công bằng kỹ thuật này với thời gian hồi phục vô cùng ấn tượng. Một điểm đặc biệt của kỹ thuật vá thông liên nhĩ bằng nội soi toàn bộ tim đập của trung tâm tim mạch bệnh viện E khác với các trung tâm tim mạch khác trên thế giới. Đó là các bác sĩ mổ bằng 4 lỗ trocar kích thước chưa đến 1cm thay vì 3 lỗ trocar thông thường. Đây, mình mổ xong một bệnh nhân thông liên nhĩ mà mở cưa xương ngực, thì để đóng lại cái xương nó liền mất độ 2 tháng. Thế nhưng nếu như bây giờ chỉ qua những lỗ thông nhỏ đó thôi, thì sau khi bệnh nhân hồi phục được về cái sẹo nhỏ của vết mổ qua những lỗ đó, thì bệnh nhân có thể quay lại cuộc sống đời thường sau độ 1 tuần. Thì cái đó là cái kết quả hết sức ấn tượng. Và như vậy là nó giảm cái thời gian nằm viện đi, giảm thời gian hồi phục, giảm đau. Và đặc biệt đối với nữ giới là vấn đề hết sức thẩm mỹ. Chỉ có 3-4 cái lỗ nhỏ trên thành ngực thôi thì xong là cái sẹo nó mờ mất đi. Như vậy bệnh nhân không bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. 3 ngày sau ca mổ vá thông liên nhĩ bằng nội soi, bệnh nhân 37 tuổi này đã có thể ăn uống nhẹ nhàng. Sau mổ, điện lượng khá tốt. Trưa nay tôi vừa mới tắm ăn cơm, còn từ hôm mổ ăn cháo dinh dưỡng và uống sữa. Biết bệnh cách đây 3 năm rồi, thế là đến đây khám và được các bác sĩ chuẩn đoán là bị thông liên nhĩ với màng ngăn nhĩ trái. Nếu trước đây muốn thực hiện kỹ thuật này, bệnh nhân phải ra nước ngoài thực hiện. Tuy nhiên, giờ mọi chuyện đã khác. Đã có ít nhất 3 gia đình gác lại dự định cho con sang Singapore điều trị mà ở lại trong nước.